Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh TV Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình giới thiệu với cô chú anh chị cây quýt sumo mà gia đình mình đã trồng được một năm nay. Hiện tại thì mình đang đếm coi cây quýt này có bao nhiêu trái trên cây. Thì đây là khoảng mình coi ước chừng đây là khoảng 5 trái. Có 5 trái thì hôm nay ông xã mình sẽ cho cây xuống đất sau một năm mình trồng chậu. Thì mình muốn chia sẻ cách gia đình mình trồng quýt như thế nào đến với bà con cô bác của mình. Mời bà con cô bác mình theo dõi video này nha. Này ông xã mình đang đào cái lỗ để trồng cái cây quýt xuống đây. Mà đất ở chỗ nhà mình thì nó hơi dẻ lắm. Hôm bữa trước mưa quá rồi nó bị dẻ đất, rồi một cái cây nó bị chết. Giờ mình phải vứt cái cây đó ra rồi. Giờ mình phải đào cái một cái hố cho nó sâu chút xíu mình trồng, chứ không là nó bị dẻ đất và nó chết nữa. Giờ mình đang chuẩn bị để trồng cái cây quýt mới xuống đây. Đây là loại đất mà gia đình mình chuyên trồng cho những cây cam, chanh, quýt, bưởi cũng như thanh long ở trong nhà. Loại này rất là tốt và mình có thể mua ở bất cứ nơi nào. Ngoài ra, hôm nay ông xã mình còn dùng thêm đất của Happy Frog. Thì khi mà mình mới trồng cây xuống dưới đất á, thì mình muốn cho cái rễ nó khỏe. Và mình giữ lại một ít đất mà trong cái chậu mình đang trồng á, giữ lại để cho xuống đất luôn. Cái lỗ này cũng khá to, bây giờ mình chuẩn bị để bỏ đất vô trồng cây. Cái đất ở bên đây nó dẻ quá trời dẻ luôn nè, bởi vì đất sét á, bởi vì mình phải làm cho cái đất của mình nó xốp lại thì mà cái rễ cái cây nó lớn ra nó bị uống nước chết. Thêm đất không? Trồng trong cái chậu 50 gallon lận, nhưng mà đây là cái phần rễ nè, mình bỏ xuống vậy thôi. Đất trong chậu cũ mình cũng giữ lại, mình đừng có bỏ nó. Thì cái đất nó đang chịu. Bây giờ bao nhiêu cái đất mà cho mình lấp lên. Bây giờ mình có cho thức ăn giờ hay là không vậy bữa? Dạ, bữa mình mới cho thức ăn, từ giờ đã cho nó quen đất với lại nó cứng cái cây lại đó. Thì mình sang từ trong cái chậu ra đó nên sợ nó bị mất sức. Giờ mình chỉ để đây thôi. Mà chừng nó gió quá đó anh, chỗ này gió lắm. Thấy nó cao vậy chứ khi cho xuống đất thì cũng khoảng 5 feet đó. Đây là cây sumo mà mình mới vừa trồng xong được 5 trái. Giờ mình cho xuống đất để cây nó phát triển mạnh hơn. Cái chậu trồng không có được bao nhiêu hết đó. Hy vọng là năm tới là có trái nhiều. Mình trồng xong mình giờ cho nước vô chút xíu thôi, không dám cho nhiều. Nhiều quá sợ nó động lại, nó dễ đất, nó lại chết nữa. Có con hummingbird nó bay vô nhà, dễ thương kìa.
lấy hút mật mấy cây blueberry, mấy cái cây Việt Quốc. Chị bay nhanh quá. Cây này ông xã mình mới trồng xuống này nhưng mà mình được có 5 trái rồi. Mình thích lắm, hôm bữa bị hư 2 trái hay 3 trái hả? 3 trái, tại vì mùa đông á, cái nó nứt á, nó nứt da hết à. Giờ thì nó được 5 trái cưng lắm. Nên bữa nay cho xuống đất để cho cây nó khỏe hơn. Dạ bữa nó lớn lên. Mắc lắm nha, mình thấy ở ngoài chợ hôm bữa mà Tết đó mình mua. Mắc lắm. Có chỗ thì bán trái 2 đồng 99 một trái, có chỗ thì bán phao, Costco thì bán rẻ hơn chút, 6 đồng 99 mình mua cũng được 7 trái, 8 trái vậy đó. Cưng dễ sợ luôn. Quá trời cưng luôn. Cây này hôm bữa mình mua là 99 đô. Là không có bông gì luôn á. Cái cây nó trụi lỗi à. Giờ mình trồng được 5 nè. Có trái rồi, trồng trong chậu đó. Nó trái, hôm nay về trái nó nhiều rồi. Bây giờ ông xã mình nói là hai cái nhánh này nè, hai cái nhánh ở dưới đây nè, mình phải bỏ đi. Đó là hình hy sinh luôn, mình bỏ luôn. Để cho nó dưỡng cái phần từ trên này đi lên thôi. Cho nó dưỡng cái phần trên trái này thôi. Một hồi ông sẽ chặt bỏ lúc mà nó còn nhỏ. Vì không ai mốt nó dè ra, cái cây nó dè ra dữ lắm. Quay phía bên đây cho bà con coi dễ hơn. Hai cái nhánh này nó cũng đang lên dữ, nhưng mà bây giờ ông xã mình bỏ thì ông xã mình sẽ cho bạn của ông xã mình để bạn có thể ghép vô được. Chỉ cần với những cái bước đơn giản như thế này mà cây quýt nhà mình cho trái rất là nhiều. Hy vọng video này hữu ích và có thể giúp ích cho cô chú anh chị và các bạn. Đây là cây quýt Kitsu của nhà mình. Loại này là Kitsu lùn. Mình trồng được 4 năm rồi. Cây lùn lắm, chỉ có 3 feet thôi nhưng mà cho trái rất là nhiều. Giờ thì video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần tới.